Sau một năm thì giá bán của các dòng iPhone đã thay đổi như thế nào? Các bạn có tò mò về điều này hay không? Liệu rằng nó sẽ giảm sâu như các dòng Android hay là vẫn sẽ tiếp tục giữ giá, chênh lệch đâm quanh đâu đó vài trăm ngàn? Để trả lời cho câu hỏi này thì mời các bạn hãy cùng Vietablet so sánh bảng giá của iPhone trong tháng 1 năm 2023 và bảng giá chính xác nhất của iPhone trong tháng 1 năm 2024. Bây giờ thì bắt đầu thôi! Đầu tiên, có lẽ là chúng ta nên bắt đầu với các dòng iPhone 12 trước cho nó hấp dẫn, bởi vì các dòng iPhone 12 luôn là sự lựa chọn bất dân của hầu hết tất cả chúng ta. Với iPhone 12 phiên bản 64GB thì vào ngày này năm ngoái, giá bán của em nó đang là 9,5 triệu, nhưng sau một năm thì hiện tại đã giảm xuống còn lại là 8,1 triệu, tức là đã giảm 1,4 triệu. iPhone 12 Pro 128GB thì năm ngoái giá bán là 13 triệu, sau một năm thì giá bán còn lại ở hiện tại đang là 10 triệu, đã giảm bớt 3 triệu. Với dòng iPhone 12 Pro Max 128GB thì từ 15,5 triệu đã giảm xuống còn 13 triệu ngay sau một năm. Và đây là bảng giá iPhone được limit tại cửa hàng Vietablet với mức giá phải nói là tốt nhất thị trường. Nhưng về chất lượng thì đảm bảo tuyệt vời, bởi vì các bạn sẽ được bao hoàn tiền 100% với mọi lý do, một chính sách độc quyền tại Vietablet. Ngoài ra còn được bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đầy, lỡ làm rơi vỡ còn được ép kính miễn phí, hỗ trợ trả góp 0 đồng, chỉ cần trên 18 tuổi và có căn cước là lên hồ sơ bao đậu, lấy máy về nhà không tốn một xu. Đường link sản phẩm sẽ nằm ở dưới phần mô tả và phần bình luận cho các bạn nhé. Tiếp tục sẽ là dòng iPhone 13. Vào tháng 1 năm ngoái thì giá bán của chiếc iPhone 13 phiên bản 128GB đang là 15,3 triệu. Nhưng cho tới hiện tại thì giảm xuống chỉ còn lại 11,5 triệu, đã giảm tới 4 triệu đồng. iPhone 13 Pro 128GB thì sau 1 năm đã giảm từ 18,5 triệu xuống còn lại là 14 triệu, cũng đã giảm tới 4,5 triệu. Và iPhone 13 Pro Max lại còn thê thảm hơn. Từ 22 triệu đã giảm xuống nay chỉ còn lại 16 triệu, đã bốc hơi tới 6 triệu đồng. Giờ này năm ngoái thì các dòng iPhone 14 hàng line deal đã qua sử dụng vẫn chưa xuất hiện, cho nên là nếu như so sánh với năm ngoái thì chúng ta chỉ có thể so sánh trong thời gian là 3 tháng gần đây nhất các bạn nhé. iPhone 14 128GB cách đây 3 tháng đã có giá là 14,5 triệu và ở hiện tại thì giá bán của em iPhone này chỉ còn lại là 13,5 triệu, đã giảm bớt được 1 triệu. iPhone 14 lớp 128GB thì từ 16,2 triệu cũng đã giảm xuống còn lại 14,6 triệu, tức là đã giảm được đâu đó tầm 1,6 triệu. Hai con iPhone 14 với 14 lớp càng rớt giá bao nhiêu thì hai con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max lại càng giữ giá bấy nhiêu. Bằng chứng là iPhone 14 Pro 128GB sau 3 tháng chỉ giảm nhẹ từ 19 triệu xuống 18,3 triệu, giảm chỉ có được 700k. Còn iPhone 14 Pro Max 128GB thì từ 20,5 triệu lại tăng lên 21 triệu, chịu thua với con iPhone 14 Pro Max này luôn các bạn ạ. Với giá bán như thế này thì chúng ta lựa chọn con 14 Pro Max máy mới 100% có khi lại sướng hơn. Hiện tại thì Vietablet đang có dòng 14 Pro Max chưa acti, trôi bảo hành, cam kết máy mới 100%, được tặng kèm full box, phụ kiện đầy đủ. Máy cũ giá 21 triệu mà con này là máy mới, nhưng giá chỉ có 22,8 triệu cho bản 128GB và 23,3 triệu cho bản 256GB. Đắt hơn có 1-2 triệu các bạn ạ. Dòng iPhone 15 thì vừa mới ra mắt gần đây thôi, cho nên sẽ không nằm trong phạm vi trong video ngày hôm nay, nhưng mình vẫn sẽ cập nhật bảng giá cho các bạn tham khảo nha. iPhone 15 128GB máy full box mã VNA đang có giá là 20,5 triệu. iPhone 15 lớp 128GB máy full box mã VNA đang có giá là 23,8 triệu. iPhone 15 Pro 128GB thì đang có giá là 26,6 triệu. Và iPhone 15 Pro Max 256GB giá bán sẽ là 31,5 triệu. Như vậy là mình đã cập nhật xong cho các bạn phân khúc từ cận cao cấp cho tới cao cấp. Bây giờ sẽ tới lượt phân khúc tầm trung trở xuống. Khởi đầu sẽ là dòng iPhone 11 các bạn nha. Với iPhone 11 64GB, ngày này năm ngoái thì đã có giá bán là 7 triệu. Sau một năm thì giá bán vẫn giữ vững ở con số 6,5 triệu. Lúc nào cũng tăng giảm lanh quanh ở cái mốc là 500k. Nếu mà các bạn thường xuyên xem video báo giá của tụi mình thì các bạn sẽ biết rất rõ điều này. iPhone 11 Pro 64GB thì từ 9 triệu đã giảm nhẹ được 1 triệu, xuống còn lại là 8 triệu. iPhone 11 Pro Max 64GB thì từ 10,5 triệu giảm được gần 2 triệu sau 1 năm. Cụ thể là bây giờ còn lại 8,5 triệu. Nếu ngay lúc này mà các bạn mua iPhone 11 Pro Max thì đảm bảo là quá ngon, bởi vì giá vừa giảm tới gần 1 triệu đồng. Kế tiếp sẽ là dòng iPhone 10. Với dòng iPhone này thì chúng ta có bộ đôi iPhone XR và iPhone XS. Vào năm ngoái thì cả hai đều đồng giá 5,7 triệu và cái kết bất ngờ là sau 1 năm, iPhone XS đã giảm xuống còn lại 5 triệu, nhưng iPhone XR thì giá vẫn giữ vững 5,5 triệu. Cả hai con này đều rớt giá lanh quanh đâu đó từ 200 đến 500k. iPhone đúng là quá đáng sợ các bạn ạ. Nhưng như đó vẫn chưa là gì với iPhone XS Max. Năm ngoái em nó đã có giá bán là 7,2 triệu, nhưng năm nay giá bán vẫn đứng yên ở con số 7,2 triệu. Chỉ có duy nhất trong tháng 1 này là được giảm xuống còn lại là 6,8 triệu.
iPhone X 64GB thì còn ảo diệu hơn nữa, vẫn kiên trì ở mức giá 4,6 triệu, không tăng không giảm một chút nào. Và cuối cùng sẽ là hai dòng iPhone có giá rẻ nhất, đó là iPhone 7 32GB, giá bán từ 2,8 triệu đã giảm xuống còn lại 2,3 triệu. iPhone 7 Plus 32GB thì từ 3,4 triệu đã giảm xuống còn lại 3 triệu. iPhone 8 64GB thì từ 3,6 triệu đã giảm xuống còn 2,6 triệu. iPhone 8 Plus 64GB thì từ 4,8 triệu rớt xuống còn 4,2 triệu. Nói tóm lại thì từ dòng iPhone 11 trở xuống, giá bán gần như không thay đổi quá nhiều sau một năm ngự trị trên thị trường. Cùng với các dòng từ iPhone 12 trở lên thì sự thay đổi mới thực sự được gọi là chóng mặt. Nhưng theo mình thấy, sự tăng giảm chênh lệch này của iPhone vẫn chưa là gì so với các dòng Android cả. Vậy mới nói tại sao iPhone là dòng máy có sức hấp dẫn quá lớn cả về chất lượng lẫn giá trị. Ngày mai mình sẽ tiếp tục lên một video về sự thay đổi của các dòng flagship đến từ Samsung. Các bạn nhớ bấm follow tụi mình để không bỏ lỡ những video cực kỳ thú vị đến từ Vietablet nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.